Wow, sâm cau các bạn ạ, sâm cau đỏ. Đấy, sâm cau đỏ người ta để ngâm rượu các bạn. Đấy. Cái loại này là hai cái bó này là củ to các bạn. Đấy, người ta chia ra. Đấy. Còn đây đây là ong này các bạn này. Còn đây là sáp ong. Đấy. Cái này thì hết mật rồi các bạn. Cái này để ngâm rượu nhỉ. Đấy. Sâm cau đỏ. Ở khu vực này mình thấy là người ta bán rất là nhiều đồ ngâm rượu nhá, sâm cau đỏ này đấy. Như chị kia là hình như chị đã mua được được hai bó sâm cau, là chị đi chọn lọc cho mình những bó sâm cau tốt nhất các bạn. Cái này là chị mua rồi à? Xem tí nhá, xem chị mua những cây to các bạn. Đây mình quay cho bạn xem tí nhá. Chị đi sớm các bạn, chị đi sớm là mua cho mình những cái này nó dài này đấy và to đấy. Nói chung là các bạn muốn mua mà các loại tốt nhất thì các bạn hãy đi sớm để chọn cho mình những có những sản phẩm chất lượng nhất các bạn. Đây chị đang xem bó này, này. Cái này là về mình mua tặng hay mua biếu hay mình dùng ạ? À này, về cho vào bình gọi là bình sành màu trong ấy, thì xong ngâm rượu nó phai ra màu đỏ đẹp lắm các bạn. Thứ nhất là nhìn về bề ngoài thẩm mỹ nó rất là đẹp, màu nó rất là đẹp và uống nữa nó cũng có tác dụng nữa các bạn. Đấy, chị mua được một bó các bạn. Ở khu vực này các bạn mình cũng thấy người ta bán sâm cau này. Đấy, sâm cau đỏ. À, đây là có mấy cái sâm cau to này các bạn ạ. Đấy. Còn đây là tam thất các bạn. Đấy, tam thất tươi các bạn. Đấy, ở đây người ta bán rất là nhiều. Bao tiền một bó? 1,2 một bó bé tí thế hả? Hả? Một bó này là một cân không? Các bạn thấy có thể nhận thấy là chợ rất là đông các bạn. Cứ vào cuối tuần tối thứ bảy và sáng chủ nhật thì chợ phiên diễn ra rất là tấp nập và rất là nhiều khách ở bản địa và khách các tỉnh lên đến phiên chợ để giao lưu, trao đổi, buôn bán, rồi có cả hẹn hò, nói chung là rất là nhiều các bạn. Người ta đang tập hợp về đây để khám phá trải nghiệm. Đây là như quán của chị này các bạn, quán của chị này bán rất là nhiều tam thất. Đấy mình quay cho các bạn xem nhé, tam thất tươi các bạn, đây này. Củ tam thất, cái loại này là củ nhỏ các bạn. Đấy, có rất là, nó có mấy loại cơ, loại 280, loại 300, rồi loại 600, rồi... thường thường là củ tam thất tươi ấy, mình hỏi là cái củ nào to nhất thì người ta chỉ bán là đến 500 thôi. Còn là mình chưa gặp đến loại củ nào 600 cả, dưới 500 thôi các bạn. Đây có cả cây giống này các bạn này. Đấy, cây giống để về trồng để lấy củ ấy các bạn. Còn đây là mình thấy là có cả dứa rừng này các bạn ơi, dứa rừng để ngâm rượu này, hoặc là làm một trong những vị thuốc ở lam của các bác. Đây là ngoài cổng chợ mình thấy là cứ hàng rất là nhiều người ta đang đổ xô vào trong chợ. Và trong chợ càng ngày càng đông các bạn. Đây này, chỗ này thì không thể đi nổi, rất là đông nhé.
Đấy, còn khu này là người ta bán ba kích cũng để ngâm rượu, người ngủ củ thức, tăng cường sinh lý các bạn. À, rồi ok các bạn nhé, chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực ẩm thực một tí các bạn. Ở đây thì mình thấy là một em gái bán hàng rất là xinh, bạn ấy đang chuẩn bị các đồ nướng cho khách các bạn. Để quán ăn có đồ nướng này. Đây là tàn trà em ơi. Nhiều nhỉ. Mình nếu mà để mình kể là mình không biết hết các bạn, mình chỉ biết mỗi cái xoài dầm mấy cái đồ đơn giản này thôi. Đâu anh quay đâu, đang chuẩn bị đồ cho khách à? Thịt xiên à? Nhưng mà một mình này trông sao kịp? Có cả nhân viên à? Thuê thật đấy, anh làm thật đấy. Cuối giờ anh chỉ cần một chai kia thôi. Thôi tí anh vào nhá. Tí anh rủ bạn vào. Đây này, bạn ấy bán nhiều nữa. Đây là quán của bạn Tất đấy các bạn. Đây này. Đấy. Bán rất là nhiều đồ. Đây là đùi gà này. Ô cái này không ai đảo à, sợ nó cháy không? À đây. Thôi có người đảo hộ thôi. Ôi ôi. Nói thật là cháy thật này. Đấy. Chết chết chết. Tí là mất luôn cái đùi đấy. Ôi. Đúng là không nhắc nhanh thì nó cháy luôn. Cái này nó nóng các bạn. Đây để. Đây, đảo đi không thì nó cháy. Nó chưa kịp. Cái chỗ này nhiều nửa quá cho vào khu này. Đấy. Đây là xôi, gọi là xôi lam. Đây, đây xôi lam các bạn. Còn món này là món tôm. Tôm nướng, chân gà nướng, rồi chả nướng. Rồi đây là nấm hương nướng. Còn thịt lợn nướng các bạn, nhiều lắm. Còn đây là đùi gà nướng. Còn cái gì mà chưa nướng không? Thậm chí là cả con chim nướng các bạn. Xúc xích nướng. Còn cái này gọi là cái gì em? Đây này. Xúc xích phô mai á. Mình xem một tí nhá. Đây này các bạn này. Cái này trẻ con thì thôi rồi. Mà không nói, không phải nói trẻ con mà mình nhìn thì cũng thèm lắm rồi. Gọi là ngấm rồi đấy. Rồi tí mình sẽ đi tìm một số bạn quen mình rủ qua đây ăn các bạn. Rồi ok, chúng ta sẽ tạm biệt quán của em này nhá. Chúng ta sẽ đi sang một số quán khác các bạn. Vì chợ, vâng, thì chợ rất là đông. Bây giờ thì mình muốn giới thiệu cho các bạn cái khu vực khá là quan trọng và đặc biệt ở chợ phiên. Đó là khu vực người ta bán ẩm thực các bạn, bán ẩm thực. Đó là về thằng cố các bạn. Đây, chị đang thái để làm phở cho khách các bạn. Ở đây thì có gà đen này, thịt lợn đen này các bạn. Đấy, bên này mình sang bên này một tí nhé các bạn nhé. Đây là chảo thắng cố nhé. Thường thường ở đây thì người ta hay làm thắng cố ngựa các bạn. Trong đây đầy đủ các gia vị, rồi hạt dổi này, mắc khén này, thảo quả này và một số gia vị khác.
mình không phải là chuyên làm ẩm thực nên là mình cũng chưa biết, nhưng mà nó có rất là nhiều gia vị để làm nên một cái lồi thắng cố ngon và chất lượng như thế này các bạn. Đấy, ở đây người ta bán nhiều chưa các bạn này, nhiều lắm. Đây, cho các bạn xem này. Đấy, người ta làm rất là sạch sẽ. Ôi gà đen các bạn. Chúng mình quay cho bạn xem mấy con gà đen này. Đây. Đen từ trong xương luôn các bạn. Nhìn ngon nhỉ các bạn nhỉ. Còn đây là rượu các bạn. Người ta cho vào cái bình rượu rất là đẹp. Hầu như là quán nào mình thấy các bạn, quán nào cũng có là gà đen này, rồi kê gà này, trễ này, rất là nhiều các bạn. Anh thích con nào anh chọn con đấy. Cứ con nào đen nhất là sơi. Đen nhất đâu không? À. Nhà mình là kênh béo này, kênh Hải mà. Hải mà. Con này mái nó béo này. Mái. Rồi. Xé hay chặt anh? Rồi, làm con gà mái nó béo. Rồi, cháu nó chặt luôn anh ơi. Anh làm con cháu gà. Cháu ở đâu ấy cháu? Để vào đi chặt luôn không anh? Chặt chứ. Chặt ra đi ơi. Thế nào cháu ơi? Cháu ở đâu thế anh? À, kê, cái đấy kê. Ok các bạn nha. Thôi, ở đây thì kê gà các bạn, kê gà này. Ở đây còn đây trứng non các bạn, trứng non. Một em gái người Mông các bạn. Vâng, tí cháu mua. Bà biết đây là cái gì không bà? Cháu không biết ạ. Đây. Món. Đây là súng ngựa các bạn. Đấy, mình trêu mấy bà thôi. Đây là súng của con ngựa đấy. Tôi người ta gọi là chim ngựa các bạn. Cháu không hỏi ngại lắm ạ. Ngại lắm không đâu hỏi. Đấy, chảo thằng cố to tướng các bạn. Ui đây này, chảo to chưa. Đấy. Ôi đến đây thì nhìn món nào thì cũng chỉ muốn ăn này các bạn, thèm quá. Ui, chảo này sôi nghi ngút các bạn ơi. Ui, bên này có cả chảo to nữa các bạn ơi. Hết chảo này, hết chảo lớn rồi, chảo nhỏ, chảo to. Rất là nhiều. Đây. Đây là thần công dạo rực các bạn. Đấy. Đấy. Nói chung là chợ thì rất là đông. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong để quay cho mọi người xem nhé. Xem chợ đông không. Ôi đông thế nhỉ. Ôi chợ đông lắm mọi người ạ. Mình thấy là ở trong chợ rất là đông. Đấy, mọi người ăn rất là nhiều các bạn. À đông. Đây này, quán trong này cũng thế này các bạn này. Đông, rất là đông. Cứ phiên nào cũng thế các bạn. Cứ phiên cuối tuần mọi người đi
đi đi chơi khám phá trải nghiệm. Và điều đầu tiên đến chợ thì là người ta cũng ăn đi ăn sáng, rồi sau khi ăn sáng xong thì người ta đi mua đồ. Có một số người thì đi mua đồ trước. Nói chung là chợ đông các bạn. Vào đây thì cũng hơi ngại các bạn. Chợ đông. À, hình như đây đây là gà vàng không phải gà đen, nhưng mà nó vàng ươm các bạn, nhìn đẹp lắm này. Đấy. Ôi trời ơi, thật sự là mình no rồi các bạn. Mình không ăn gì nhưng mà mình no rồi. Bởi vì là vào đấy là rất là nhiều đồ muốn ăn. Và thấy mọi người ăn rất là nhiều. Và mình không ăn nhưng mà mình đã cũng thấy no các bạn. Đấy, ông đang để che cá cờ các bạn. Đấy, cho các bạn xem là chai cá cờ này. Ông đang bắt cá cờ và cho chai. Ông ấy bán là 15.000 một chai các bạn. Có chai thì 10.000, có chai thì 15.000. Đấy, cá sắt cờ đấy. Đây là một trong những kỷ niệm mà ngày xưa ấy, thì hồi nhỏ mình rất là hay ra ao hoặc là ra ruộng các bạn để bắt. Thỉnh thoảng mới có thôi. Có một số nhà thì ao thì có rất là nhiều, nhưng mà không phải là lúc nào cũng có. Cá sắt cờ ấy. Cá sắt cờ ngày xưa ấy. Chai này 15.000. Anh của anh là kênh nào đấy? Mình kênh Hải Bảo Thắng cơ. Hải Bảo Thắng. 25.000 đâu? À. Cá nhiều nhỉ. À. Cái này là đợt trước là ông tâm sự là ông có cái hồ nuôi rất là còn là có cái ao nhỏ đấy, ông thả đấy rất là nhiều. Cá sắt cờ ngày xưa. Rồi ok các bạn nhé, có lẽ là video của mình cũng khá là dài rồi, mình quay tới đây thôi. Chúc quý vị và các bạn xem video luôn vui vẻ và đừng quên cho mình xin một kênh, một đăng ký kênh và một chia sẻ nhé các bạn nhé.